Vừa qua, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thành phần tham gia bao gồm các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Bộ Công Thương. Tại hội nghị, Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã phổ biến trao đổi về những vấn đề chủ yếu như quán triệt chỉ thị số 35 CTTU, kế hoạch tổ chức đại hội của Đảng ủy Bộ Công Thương, hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm soát đại hội Đảng các cấp, công tác nhân sự đại hội các cấp, quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn soạn thảo văn kiện đại hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quan tâm.